Như thường lệ, tiếp sau phần tin thế giới là nội dung điểm tin báo chí. Thưa quý vị, từ ngày 3 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh bước vào đợt 6 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Theo báo Tuổi Trẻ, thì vaccine Sinopharm của Trung Quốc đang trong quá trình được Bộ Y tế kiểm định độ an toàn, nên không đưa vào tiêm trong đợt này. Nếu kiểm định an toàn, sẽ tiến hành tiêm chủng theo đúng quy trình như các vaccine khác. Trả lời phóng viên báo Tuổi Trẻ, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đợt tiêm thứ 6 sẽ rất đặc biệt, dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8 năm 2021. Với sự hỗ trợ của chính phủ, nếu như cung cấp vaccine đầy đủ và đúng tiến độ như đề xuất, thành phố Hồ Chí Minh cố gắng đạt mục tiêu những người đủ 18 tuổi trở lên sẽ cơ bản được tiêm. Hiện nay, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương huy động tất cả các nguồn lực, bao gồm y tế công lẫn tư, quân đội của các tỉnh hỗ trợ để tiêm vaccine. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có văn bản hỏa tốc đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ cho phép Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương được đăng ký tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3 cho 200.000 tình nguyện viên là nhân viên, công nhân của các hiệp hội doanh nghiệp thành viên của Liên đoàn. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Mai Hữu Tính, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Bình Dương cho biết hiện công nhân trong các nhà máy thực hiện 3 tại chỗ rất lo lắng do chưa được tiêm vaccine. Nếu không được tiêm sớm thì khả năng các nhà máy sẽ mất hết lao động, buộc phải đóng cửa và nhường việc cung cấp hàng hóa cho các thị trường xuất khẩu chính như châu Âu, Mỹ cho các nơi khác. Việc cung cấp vaccine đủ cho lượng công nhân lớn ở Bình Dương từ nguồn của chính phủ sẽ cần thêm thời gian. Trong khi đó, các kết quả thử nghiệm của vaccine Nanocovax được công bố cho thấy hiệu quả và an toàn, nên Liên đoàn xin đăng ký tham gia chương trình tiêm thí điểm vaccine Nanocovax giai đoạn 3. Một thông tin vui được báo Vietnamnet đăng tải liên quan đến việc Bộ Tài chính đang xây dựng kịch bản giảm các loại thuế cho doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm theo nghị quyết của Quốc hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo dự thảo của Bộ Tài chính do báo Vietnamnet đăng tải, dự kiến nhà nước sẽ giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với doanh nghiệp tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020, áp dụng cho doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng. Đặc biệt, giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm nay đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tính phương án giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng với doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các chuyên gia dự báo khí tượng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một áp thấp nhiệt đới ở khu vực bán đảo Lôi Châu Trung Quốc đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây ảnh hưởng tới thời tiết ở khu vực Bắc Biển Đông. Trong khi áp thấp nhiệt đới đang di chuyển hướng về phía đông của khu vực Đông Bắc Biển Đông, thì trên đất liền nắng nóng đang có dấu hiệu kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ là do áp cao nóng lục địa gây ra ở khu vực gần Trùng Khánh, Trung Quốc. Sau đó là áp thấp nóng lục địa dịch chuyển dần xuống khu vực phía Bắc Thái Lan, gây ảnh hưởng. Trong khi đó, ở Nam Bộ, vùng mưa tạm lùi về các khu vực như là Hà Tiên, Kiên Giang, Cà Mau và vùng núi Bảo Lộc, Lâm Đồng, giáp ranh tỉnh Bình Phước, Đồng Nai. Mưa còn có thể mở rộng sang khu vực Nam Đắk Nông, một phần Kon Tum. Tuy nhiên, do nền nhiệt độ ở Đông Nam Bộ đang ở mức cao nên cần đề phòng mưa dông đối lưu cực đoan,